Mến chào tái ngũ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 7 tháng 5 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ của Emily có thêm động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Quan chức tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ kéo dài cuộc xung đột tại Sudan. Tổng thống Trump khiến cựu nhà báo 60 tuổi E. Jean Caron nhục nhà e che khi các buộc Tổng thống Trump cưỡng hiếp và không có trong sự lựa chọn của tôi. Giám đốc CDC Mỹ từ chức trong ngỡ ngàng, Thống đốc tiết ký dự luật cho phép hội đồng Florida hủy bỏ các giao dịch của Disney. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ cảnh báo rằng giao tranh giữa lực lượng vũ trang Sudan SAF và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự có thể kéo dài. Phát biểu trên được Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Hand đưa ra tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Bahrain nói rằng cả hai bên tham chiến tin rằng mình có thể giành chiến thắng về mặt quân sự và có ít động lực để ngồi vào bàn đàm phán. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết thêm cả hai bên đối địch tại Sudan đang tìm kiếm hỗ trợ từ bên ngoài khiến xung đột có thể gia tăng và có nguy cơ tạo ra những vấn đề có thể lan ra cả khu vực. Ông Trubadin tuyên bố bạo lực đang diễn ra ở Sudan là một thảm kịch và đi ngược lại với yêu cầu của người dân Sudan về một chính phủ dân sự và việc chuyển đổi sang chế độ dân chủ. Ông Chuardin đã ký một sắc lệnh mở đường cho các biện pháp trừng phạt những cá nhân được coi là mối đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Sudan, bao gồm những người sử dụng bạo lực đối với dân thường hoặc là vi phạm nhân quyền. Theo Bộ Y tế Sudan, các cuộc giao tranh giữa SAF và OSF tại thủ đô Khartoum và các khu vực khác tại Sudan trong 3 tuần qua đã khiến hơn 550 người thiệt mạng và gần 5.000 người khác bị thương. Trong khi đó, thì theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột tại Sudan đã khiến cho hàng ngàn người dân của nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở trong nước hoặc là sang các nước láng giềng trong khu vực, bao gồm Ai Cập, Ethiopia và Chad. Tổng thống Trump khiến cựu nhà báo 60 tuổi E. Jean Caron nhục nhã e chê khi cáo buộc Tổng thống Trump cưỡng hiếp bà không có trong sự lựa chọn của tôi. Kính thưa quý vị, trong video phát tại tòa nhà ngày 4 tháng 5 đáp lại cáo buộc của nữ nhà văn Jean Caron rằng Tổng thống Trump đã cưỡng hiếp bà. Cựu Tổng thống đã gọi đó là một câu chuyện lố bịch và kinh tởm. Các luật sư đại diện cho bà Jean Caron đã phát đoạn video dài 30 phút trước tòa, ghi lại một phần buổi lấy lời khai của cựu Tổng thống Donald Trump trong vụ kiện của nữ nhà văn người Mỹ. Trong video, vị cựu Tổng thống Mỹ bác bỏ lời tố cáo của bà Caron rằng ông đã cưỡng hiếp nữ nhà văn này tại văn phòng thử đồ của cửa hàng bách hóa Best Rock Goodman vào giữa những năm 1990. Tổng thống Trump nói trong video rằng nếu điều này có xảy ra, hành vi của tôi sẽ được các phương tiện truyền thông đăng tải chỉ trong một vài phút. Các nhân viên của cửa hàng đông đúc này sẽ nhanh chóng phát hiện vụ việc và thông báo cho cơ quan chức năng. Đó là câu chuyện lố bịch và kinh tởm nhất mà tôi từng nghe. Tuyên bố của bà Coron toàn là những điều bị đặt. Ông Trump nói trong đoạn video được quay vào tháng 10 năm 2022. Trong vụ kiện của bà Caron, các luật sư của Tổng thống Trump vào ngày 3 tháng 4 cho biết họ sẽ không gọi bất kỳ nhân chứng nào, dẫn đến nhận định rằng phiên tòa sẽ nhanh chóng kết thúc và phán quyết sẽ được đưa ra trong tuần tới. Các luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Trump, người không dự phiên tòa ngày 4 tháng 5 cho biết ông sẽ không ra làm chứng trong vụ kiện của bà Coron. Điều này khiến cho những tuyên bố trong đoạn video có ý nghĩa lớn hơn. Bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở quận Manhattan dự kiến nghe thêm lời khai của ba nhân chứng được các luật sư của bà Coran triệu tập trong phiên tòa ngày 4 tháng 5. Ngoài ra, họ cũng theo dõi thêm những đoạn video khác trong buổi lấy lời khai của ông Donald Trump. Thẩm phán Lewis A. Kaplan cho biết, hai bên nhiều khả năng sẽ trình bày quan điểm lần cuối vào ngày 8 tháng 5 và bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu nghị án vào ngày 9 tháng 5. Ở một diễn biến khác, CNN đã phát hành một đoạn video của Trump trong phiên tòa xét xử Trin Caron vào hôm nay. Rõ ràng đó là một vụ rò rỉ khác của các luật sư bị chính trị khóa cho các phương tiện truyền thông tự do. Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố Trin Caron không phải là mẫu người của ông. Trin Caron 60 tuổi khi bà tuyên bố Tổng thống Trump đã cưỡng hiếp bà trong một cửa hàng bách hóa. Bà ta cũng tố cáo Tổng thống Trump đang mua đồ lót của bà đọc mẫu Vanity Fair về Jane Caron và tự hỏi bản thân xem người phụ nữ này có ổn định hay không. Tổng thống Trump nói trước tòa, chuyện đó chưa bao giờ diễn ra và tôi sẽ nói với bạn, tôi đã đưa ra tuyên bố đó. Mặc dù nó đúng về mặt chính trị, nhưng bà ta không phải là mẫu người của tôi và chắc chắn bà ấy không phải là gu của tôi. Tổng thống Trump sau đó nhắc lại với công tố viên thêm một lần nữa rằng bà Jane Caron không phải là mẫu người của ông ấy. Giám đốc CDC của Mỹ từ chức trong ngỡ ngàng Thưa quý vị, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ, bà Rochelle Walensky, đã nộp đơn từ chức vào ngày 5 tháng 5 khi cho rằng đại dịch COVID-19 suy yếu là thời điểm tốt để thực hiện chuyển đổi. Bà Walensky, 54 tuổi, đã là giám đốc của cơ quan này hơn 2 năm và thông báo từ chức khiến cho nhiều chuyên gia y tế ngạc nhiên. Quan chức CDC Mỹ cho biết bà Kowalski sẽ giữ chức cho đến ngày 30 tháng 6 và hiện vẫn chưa có người kế nhiệm tạm quyền. Bà Kowalski đã đệ đơn từ chức lên Joe Biden và thông báo quyết định của mình trong cuộc họp với các nhân viên của CDC. Trong thư gửi ông Biden, bà nói rằng bản thân có cảm xúc lẫn lộn về quyết định này và không giải thích chính xác lý do từ chức, nhưng nói rằng nước Mỹ đang trong tiến trình chuyển đổi khi mà các tuyên bố khẩn cấp kết thúc. Bà Kulensky trước đây là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trường y Harvard và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, không có kinh nghiệm điều hành một cơ quan y tế của chính phủ khi bà tuyên thệ nhậm chức vào ngày đầu tiên hoạt động của chính quyền Biden. Bà Kulensky rời đi khi số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ hiện là 1,1 triệu người, với xu hướng các ca nhập viện và tử vong giảm trong những tháng qua. CDC với ngân sách 12 tỷ đô la và hơn 12.000 nhân viên là một cơ quan liên bang có trụ sở tại Atlanta, chịu trách nhiệm bảo vệ người Mỹ khỏi dịch bệnh bùng phát và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác. Theo hãng tin Reuters, CDC vào ngày 5 tháng 5 cho biết họ sẽ ngừng báo cáo cũng như theo dõi dữ liệu ca mắc và tốc độ lây truyền COVID-19 sau khi chính phủ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của đại dịch vào tuần tới. Cơ quan này sẽ ngưng sử dụng hệ thống cấp độ cộng đồng CCL được mã hóa bằng màu sắc dựa trên các số liệu để theo dõi sự lây lan của COVID-19 và thay vào đó sẽ chủ yếu dựa vào số liệu nhập viện. Vào ngày 11 tháng 5, chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do dịch COVID-19 gây ra. Tình trạng vốn cho phép hàng triệu người Mỹ được tiêm vaccine, xét nghiệm và điều trị miễn phí trong đại dịch số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ những ngày đầu tiên bùng phát đại dịch vào đầu năm 2020. Thông đốc để xanh ký dự luật cho phép hội đồng Florida hủy bỏ các giao dịch của Disney. Quý vị thân mến, cũng trong ngày 5 tháng 5, thống đốc Florida Ron DeSantis đã ký một dự luật thành luật cho phép hội đồng mới do ông kiểm soát được quyền hủy bỏ các thỏa thuận phát triển mà cơ quan tiền nhiệm đã ký với Disney tin tiết mới nhất trong tranh chấp giữa thông đốc đảng Cộng hòa và gã khổng lồ giải trí này. Theo dự luật, được thông qua cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát phần lớn, Hội đồng Giám sát Du lịch Trung tâm với các thành viên do ông DeSantis bổ nhiệm có thể hủy bỏ mọi thỏa thuận đã ký trong vòng 3 tháng trước khi thành lập hội đồng. Thưa quý vị, ông Ron DeSantis phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 5 tháng 5, Đừng nhầm lẫn về điều đó, lý do tại sao cơ quan lập pháp phải hành động không phải vì bất cứ điều gì chúng tôi đã làm. Về cơ bản là bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của Disney khi cho rằng họ có thể ký hợp đồng phụ dựa trên các luật được ban hành hợp lệ của bang Florida, điều đó là sai. Cơ quan lập pháp đã thành lập hội đồng vào tháng 2 để thay thế khu cải thiện Greedy cho Disney kiểm soát, nhằm giám sát sự phát triển trong khoảng 10.120 hectare xung quanh khu vực Walt Disney World quyền giành kiểm soát hiệu quả từ công ty và giao nó cho ông DeSantis, Disney. Disney, nhà tuyển dụng lớn nhất ở miền trung Florida. Disney có trụ sở tại Brisbane và thống đốc đảng Cộng hòa đã bắt đầu tranh chấp từ năm ngoái khi Disney chỉ trách một dự luật mới của tiểu bang, cấm hướng dẫn về giới tính và bản dạng giới với trẻ nhỏ trong trường học. Ông DeSantis đã nhiều lần công kích, Disney thức tỉnh trong các nhận xét công khai. Ông nói, chúng tôi có sự bất đồng cơ bản ở tiểu bang này về những gì chúng tôi nghĩ là phù hợp với trẻ em và những gì người dân ở Burbank, California cho là phù hợp. Trước khi những người được bổ nhiệm của ông DeSantis tiếp quản hội đồng quản trị, công ty đã thúc đẩy các thay đổi đối với thỏa thuận đặc khu về thuế nhằm hạn chế hoạt động của cơ quan mới trong nhiều thập kỷ. Cơ quan giám sát mới hồi tháng 4 cho hay, các kế hoạch mở rộng tiềm năng của Disney World không tuân thủ luật tiểu bang và tuyên bố thỏa thuận đó là vô hiệu. Disney đã đệ đơn kiện lên tòa liên bang vào cùng ngày, cáo buộc ông DeSantis sử dụng bất hợp pháp quyền lực của chính phủ để trừng phạt công ty vì đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Hội đồng giám sát du lịch trung tâm Florida đã phản hồi bằng vụ kiện của riêng mình tại tòa án tiểu bang, khẳng định họ đã tìm Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.